Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 10 về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới đã được thành quỹ Cần Thơ ban hành vào cuối năm 2021. Bám sát tinh thần nghị quyết thì các địa phương trên địa bàn đã chủ động ban hành văn bản liên quan và triển khai thực hiện một cách đồng bộ hiệu quả nghị quyết này. Trong số đó có thể kể đến huyện Phong Điền, nơi có đông nhất các điểm du lịch sinh thái đã và đang được đầu tư phát triển của thành phố Cần Thơ. Đi vào hoạt động từ năm 2016, dân sinh thái tư dũng ở ấp nhân hưng xã nhân nghĩa huyện phong điền trồng đa dạng cây ăn trái theo mùa trong khuôn viên rộng 2 hecta đặc biệt tại đây du khách cũng có thể chèo xuồng trong vườn để tận hưởng cảm giác của một miệt vườn yên ả cùng với đó là thưởng thức đa dạng các món ăn đồng quê và đặc sản theo chủ nhân của điểm đến sinh thái này nhờ tiếp giáp với chợ nội cái răng nên qua gần 8 năm, dường luôn nhận được sự ủng hộ du khách trong nước và quốc tế khi đến với Cần Thơ cùng với đó là sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình hoạt động cũng được chính quyền địa phương ở Phong Điền và thành phố Cần Thơ để giúp đỡ để giường phát triển cộng chung với chợ nổi cái găng của mình để đi vào hoạt động cho tốt hơn. Thì một ngày ở đây thì nếu mà ngày mà thấp điểm thì cái lượng khách khoảng tầm 300 đến 500 khách một ngày. Còn những ngày mà cuối tuần á, thì lượng khách sẽ đông hơn, sẽ tầm khoảng chừng 800 đến 1.000, rồi có một bữa thì khoảng 2.000 khách. Không chỉ có điểm giường sinh thái của các nhà giường địa phương mà Phong Điền còn là điểm đến đầu tư các điểm tham quan nghỉ dưỡng quy mô lớn. Trong đó, Cần Thơ Eco Resort ở ấp Nhân Thuận, xã Nhân Nghĩa có quy mô lên đến hơn 20 hecta, tích hợp đa dạng các dịch vụ từ lưu trú, nghỉ dưỡng cho đến tham quan miệt dường, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực. Đây cũng là một trong những điểm du lịch tiêu biểu của thành phố Cần Thơ. Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, nghỉ dưỡng, đơn vị đang tiếp tục đầu tư mới nhiều hạng mục trong đó có giường thú nhằm phục vụ khách là trẻ em học sinh sinh viên vào dịp hè sắp tới chính quyền địa phương đặc biệt là trung tâm phát triển du lịch huyện Phong Điền hỗ trợ về các chương trình xúc tiến kết nối các đơn vị lữ hành, đơn vị khách từ các địa bàn ở trong địa phương Lân Cận và các thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh. Thì hiện tại Cần Thơ có đội sở chúng tôi thì cũng đang tạo thêm những cái cái sản phẩm mới để thu hút khách để nếu chân du khách khi mà đến với Cần Thơ đặc biệt là đến với huyện Phong Điền. Chính nhờ sự quan tâm tạo điều kiện này mà hoạt động du lịch của Phong Điền luôn phát triển qua hàng năm. Theo Trung tâm Xuất tiến Thương mại Du lịch và Quản lý Di tích huyện Phong Điền, toàn huyện hiện có 65 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử văn hóa. Trong quý I vừa qua, các điểm du lịch, các khu di tích trên địa bàn huyện tiếp đón hơn 564.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 180 tỷ 580 triệu đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trung tâm tiếp tục là tuyên truyền kế hoạch cũng như tuyên truyền cái nghị quyết của thành ủy. Thì trong đó tuyên truyền cũng là tập trung để là công tác là xúc tiến quảng bá du lịch trên các cái trang mạng rồi là tờ gấp để là cho du khách là biết nhiều và trung tâm cũng xây dựng kế hoạch cụ thể để là thực hiện cái nghị quyết là số 10 được là tốt hơn với việc bám sát những nhiệm vụ giải pháp phát triển du lịch có trong nghị quyết số 10 của thành quỹ Cần Thơ trong tương lai không xa, quyển sinh thái phong điền sẽ ngày càng là điểm đến tham quan nghỉ dưỡng hấp dẫn hơn nữa trong hành trình đến với Cần Thơ.